của ca sĩ Ngô Kiến Huy. Dạ. Sao em bị ngại miệng khi nó chỉ ca sĩ sao vậy? Sao vậy? Tại vì thực ra là trước giờ toàn gọi tên không mà bây giờ em phải giới thiệu anh với cái nghệ danh này nọ nghe rất là sượng sượng. Em tạm làm quen đi, bây giờ là ca sĩ rồi. Và đầu tiên chị Bép Hoi phải nói là như sao nói, rất là cảm ơn tất cả những anh chị báo giới đã dành thời gian rất là quý báu của mình buổi sáng nữa. Vừa mới mở mắt tinh sương dậy đến buổi báo của em. Một nữa xin cảm ơn tình cảm tất cả các anh chị rất là nhiều. Dạ vâng ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mời lên sân khấu sự xuất hiện của các vị khách mời đến từ ekip sản xuất. Đầu tiên xin mời đạo diễn Vân Trình, đạo diễn âm nhạc Phúc Bồ, tổng biên đạo Huỳnh Mến. Đó là ngày hôm nay chúng ta sẽ có sự xuất hiện của Sai Kia, là người đã cùng đồng hành với anh Ngô Kiến Huy trong cái dự án lần này. Nhưng mà hôm nay vì một lý do đột xuất mà anh Kia đã không đến được ạ. Và chúng ta sẽ xin một tràng pháo tay nữa để có thể chào đón sự xuất hiện của các vị khách mời, khách quý ngày hôm nay ạ. Dạ vâng ạ. Và có lẽ thì từ lúc đầu chúng ta cũng đã nói về cái nguyên báo đài có biết hay không? Có một điều vô cùng đặc biệt, đó chính là 10 năm trước thì lễ công bố dự án là live show Chạm Tay Vào Giữa của anh Ngô Kiến Huy cũng tổ chức tại nơi này và tại căn phòng này. Thì 10 năm sau, cũng với live show, lần này hoành tráng hơn, đẹp trai hơn, mập hơn chút xíu. Nhưng mà cũng lại tổ chức tại nơi này. Và hy vọng rằng với live show lần này thì tất cả các anh chị phóng viên báo đài sẽ ủng hộ cho anh Ngô Kiến Huy, cũng như là support cho ảnh trong dự án lần này ạ. Bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ có một đôi lời phỏng vấn để gửi đến các vị khách mời ngày hôm nay. Dạ vâng, thì có lẽ là cái tên Truyền Thái Y này sẽ vô cùng đặc biệt đối với anh Ngô Kiến Huy và đối với tất cả các vị khán giả. Em hy vọng là mọi người sẽ đón nhận, mà em hỏi thiệt nha, là anh kỳ vọng là cái MV Truyền Thái Y của mình sẽ được bao nhiêu triệu view? Tại vì em thấy là tốc độ tăng rất nhanh và dường như là không có ngừng luôn á. Kỳ vọng thì chắc chắn là ai cũng kỳ vọng là lên được con số 100, nhưng mà được con số hiện tại thì là một điều may mắn rồi. Với lại cũng là một cái điều mà Huy ngoài sức mong đợi của ekip khi mà làm MV này. Bởi vì là ekip mong đợi là ca khúc này nó gây sự ảnh hưởng vui vui, mang đến một màu sắc mới cho Huy. Rõ ràng hồi nãy anh có nói là anh mời những gương mặt là quá thân thiết để chúng ta có thể thể hiện những điều gì mới mẻ. Thì lý do vì sao mà anh lại mời đúng 7 vị khách mời cho live show lần này mà mình không phải mời nhiều hơn, chẳng hạn như là 10 người thì sẽ hợp với lại cái tên của mình là live show 10 năm hơn? Thật ra thì đây là những gương mặt mà Huy nghĩ là nếu mà mình mời nhiều hơn thì chắc chắn cũng sẽ được thôi. Bởi vì là live show thì càng đông khách mời thì càng sâm tụ. Nhưng mà riêng đối với Huy thì 7 gương mặt và 7 vị khách mời này là những người bạn. Thứ nhất là có 3 người bạn đã gắn bó rất là lâu với Huy. Và cái thứ hai là hình như là hầu như là 88 hết. Em không có 88 không, đó là Linh rồi Nu và Nhi và Huy đều 88 hết rồi. Và những người bạn mới những người bạn này mới gặp cũng được 1-2 năm đó mà cực kỳ hiểu nhau. Vì thế là Huy nghĩ là với số lượng khách mời là 7 gương mặt và 3 gương mặt mới cũng như là 3 gương mặt đã gắn bó thân thiết với mình thì nó đủ tạo nên được cái màu sắc đặc biệt trong cái show này, cũng như là những cái bài hát trong suốt chặng đường 10 năm nó được thể hiện qua giọng ca. Các bạn sẽ bất ngờ bởi vì có những bài hát nó sẽ được làm mới và thể hiện bằng những giọng ca mà ít ai nghĩ là họ có thể thể hiện tốt bài hát ra được. Anh nói vậy là sao anh Huy? Không, mọi người thấy là rõ ràng là trong 17 vị khách mời ở đây thì đã có những nghệ sĩ đã từng cộng tác với anh Ngô Kiến Huy, có một sự kết hợp về ca hát rồi đúng không? Nhưng mà ở đây là anh Chu nè, như Lăng Ngọc nè, chị Hoàng Thùy Linh,
em đó là cũng chưa có hát chung với anh, thì họ không biết là lần này anh có thể bật mí là thí dụ đối với Ngọc đi hay là anh Jun đi, thì ở trong live show của mình họ sẽ giữ vai trò đặc biệt như thế nào không ạ? Hồi nãy thì vai trò của Jun và Ngọc thì sẽ được bí mật. Hồi nãy thì lỡ bật mí vai trò của Sam thì giả sử bí vai trò của em trước. Thì riêng với mọi người thấy thường là Sam dẫn chung với Huy rất nhiều chương trình. Thì mỗi lần mà Huy kêu Sam hát hoặc là Huy nhờ Sam hát để mà phục vụ khán giả thì thường là mang tiếng cười nhiều hơn. Nhưng mà lần này thì mọi người sẽ bị bất ngờ, bởi vì chúng tôi đã tìm ra được một chiếc giọng nội lâm ở phía trong, cũng như là lạ nữa, đúng rồi. Và đặc biệt là Sam khi mà hát thiệt thì mọi người sẽ wow, không ngờ con bé vậy mà cũng đa tài đó. Nên hy vọng là trong đêm live show này mọi người sẽ thấy một ca sĩ Sam 10 năm trở lại. Bởi vì một bí với tất cả các bạn chơi báo giới luôn là cách đây 10 năm, cái thời Huy đi hát giả vờ yêu là Sam có đi hát luôn. Và Sam đã từng tham gia vào Thế Giới Bebop Siso. Nên bây giờ Sam cũng là một sự trở lại ngoạn mục của ca sĩ Sam. Hy vọng mọi người sẽ đón chờ. Còn vai trò của Jun và Lan Ngọc sẽ được một bí khi đêm live show. Dạ. Nói tới đây thì em nghĩ là các anh chị phóng viên báo đài chứ cũng đang chờ đợi xem sự kết hợp lần này của Sam và Huy như thế nào, đúng không ạ? Và em hy vọng là quý vị khán giả cũng như là các anh chị sẽ có phản ứng giống như anh Huy vừa nói là wow, nhưng mà wow theo hướng tích cực ạ. Chứ wow theo kiểu kia thì chắc là em sẽ buồn lắm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ phỏng vấn đôi chút về các vị khách mời ngày hôm nay. Xin hòa đạo diễn Vân Trình ạ. Thì em muốn biết là với sự kết hợp lần này ở trong live show của anh Ngô Kiến Huy, đây có phải là một cái câu hỏi khó, một cái vấn đề đặt ra vô cùng khó khăn dành cho Phúc Bộ mà và Phúc Bộ đã làm mới trong âm nhạc những cái bài hát đã cũ đó như thế nào ạ? Trước tiên xin phép cho Phúc Bộ gửi lời chào đến tất cả quý vị. Với live show của Huy lần này thì các bạn biết đây, cái thế mạnh của Phúc Bộ lớn nhất đấy là cái năng lượng trong âm nhạc. Và với một cái sân khấu, một cái sân chơi ngoài trời như vậy thì những cái năng lượng âm nhạc đấy rất là quan trọng. Và lần này thì với cái bữa tiệc âm nhạc của Huy muốn dành tặng cho fan và tất cả mọi người hâm mộ thì nhiệm vụ Phúc Bồ là làm nóng lên những ca khúc cũ và làm nhiệt lượng lên những cái ca khúc đấy. Và với cái sở trường là âm nhạc năng lượng như vậy thì tôi nghĩ là trong cái list nhạc lần này thì ra ngoài sân khấu như vậy thì sẽ làm cho các bạn, đầu tiên là các bạn fan sẽ có một cái bữa tiệc đấy, trong cái nhiệt huyết. Và cái mong muốn của chúng tôi lớn nhất đấy là cái sẽ tìm đến được một cái nhịp đập chung của khán giả lẫn người biểu diễn lẫn Ngô Kiến Huy. Và các bạn biết đấy, những cái âm nhạc ở ngoài, những cái lễ hội festival ở ngoài trời ấy thì thường là làm cho 5.000 người, 10.000 người cùng hòa chung một nhịp đập trên những cái trách nhạc cơ bản. Chính vì thế nên là cái lần này khi mà Phúc Bồ được vinh hạnh tham gia cùng ekip sản xuất live show đấy thì Phúc Bồ rất là mong muốn tạo ra những ca khúc như vậy sẽ làm cho tất cả các bạn fan, ekip cùng tất cả mọi người dự tiệc trong cái bữa tiệc âm nhạc này sẽ cảm nhận ra được một cái nhịp đập và chúng ta sẽ có một cái buổi party hoành tráng với âm nhạc của Ngô Kiến Huy và một cái những cái khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuối năm 2019. Cảm ơn đạo diễn Phúc Bồ, cảm ơn đạo diễn âm nhạc Phúc Bồ. Nhưng mà Sam muốn biết là có khó khăn không khi mà mình tại vì anh Huy nói là mình làm những cái bản nhạc mà đã mọi người biết đến từ trước rồi, những bản nhạc được khán giả yêu thích rồi, mà bây giờ mình làm mới nó với một cái màu sắc hoàn toàn mới, và theo Phúc Bồ là mình sẽ mang tới một cái gì đó nó sôi động hơn. Có phải đây là một cái điều bất bí là mình sẽ miss theo cái kiểu là nó sôi động hơn không ạ? Thì đúng rồi, như các bạn biết đấy, những cái ca khúc mà đánh dấu 10 năm của Huy thì thường là những ca khúc pop, những ca khúc mà để mọi người lắng nghe được nhẹ nhàng. Còn những ca khúc mà ra sân khấu ấy thì đều đã được làm lại với những cái âm hưởng mới, một cái chất liệu rất là festival, rất là lễ hội. Thì giống như là đây là một cái bữa tiệc của Huy vậy, thế nên là mọi thứ âm nhạc đã được làm lại hết với những âm thanh cập nhật nhất và hy vọng là sẽ làm rung động trái tim của mọi người. Yes. Yeah. Yes. Yeah. Nói tới đây thì có lẽ là các anh chị phóng viên báo đài hay là quý vị khán giả cũng đã cảm thấy là một buổi tiệc âm nhạc đang chờ đón chúng ta và sẵn sàng để quẩy hết mình cùng với lại live show truyền thái y của ca sĩ Ngô Kiến Huy, đúng không ạ? Và để quẩy thì chắc là mình sẽ hỏi tới biên đạo, tổng biên đạo Huỳnh Mới.
Tại vì dạo này là thấy anh Huy, cái Huy anh đi tập gym nhiều lắm. Nói thiệt là tập mà ổng khoe dữ lắm luôn, khoe body này là cái kiểu, thì không biết là mình có phải là tập như vậy là để chuẩn bị cho một cái điều nhảy gì bốc lửa và sexy ở trên live show lần này không ạ Huỳnh Mến? Alo. Dạ, đầu tiên em xin chào tất cả các anh chị có mặt ở đây ạ. Xin trả lời câu hỏi của Sang. Ok, Huy ơi, đã rất là nhiều ngày Huy gặp em mến ơi mến cho Huy nhảy ít thôi, mến ơi mến cho Huy nhảy ít thôi. Cứ thế ngày nào gặp cũng xin nhảy ít thôi. Ok Huy, bài này Huy nhảy ít lắm. Bài này Huy chỉ nhảy vậy vậy thôi, cái điểm nhấn vậy vậy thôi. Nhưng mà Huy một cái live show nó có rất nhiều điểm nhấn, vì Huy tham, Huy mời nhiều khách mời thân thiết, rồi khách mời nào Huy cũng phải giao lưu, phải có điểm nhấn. Đó, đâm ra là Huy sẽ nhảy rất nhiều trong live show này. Và em cũng đang tâm tư để sao cho mỗi khách mời kết nối với Huy là một cái màu sắc khác nhau. Về vũ đạo thì mọi người cứ yên tâm là Huy sẽ quẩy tung rời. Tung rời, vâng. Tại vì cái âm nhạc ngoài trời thì giống như nãy Football nói, em có thể nghe và em tưởng tượng được là cái không khí nó sẽ rất rất là sôi động. Cho nên nhảy thì không cần Huy phải nhảy hết bài, chỉ cần Huy là dẫn dắt được khán giả và giao lưu được với lại tất cả các khách mời mà Huy chọn. Tức là Huy đang là một cái người mà phải có đủ sức khỏe nè, rồi tâm trí để mà bữa đó Huy coi như là làm chủ hết tất cả mọi thứ trên sân khấu. Phải nhớ vũ đạo bài này, phải nhớ lời hát bài kia, và phải giao lưu với người nọ nữa. Cho nên thật sự là Huy đang tập rất là căng thẳng. Mến cũng không thông cảm điều đó, nhưng mà giảm vũ đạo thì chắc chắn mới sẽ không giảm rồi đó. Nhưng mình mới ơi, mình có thể bật mí được là trong live show lần này thì anh Huy có cái màn mà mình nhảy mà kiểu lột áo, xé áo đồ gì không ạ? Sao vì thấy đi tập gym dữ lắm, em sao nghĩ là sẽ có cái phần đó cho nên là mới đi tập nhiều như vậy. Mình có suy nghĩ đến vấn đề đó hay là có không ạ? Mến không dám suy nghĩ tới vấn đề đó. Không dám làm sao? Đúng. Là sao Mến? Tại vì á, Huy thật sự ra là theo Mến thì cách đây cũng 10 năm Mến có diễn cho Huy rất là nhiều. Thì lúc đó có thể là body Huy đẹp hơn hay sao á, bây giờ Huy gầy quá, không có muối, gầy lắm. Cho nên là không có khoe được. Không có muối luôn. Vậy là những cái muối ở trên Facebook gần đây nó là do Photoshop sao? Em đừng nói vậy. Do hiệu ứng chỉnh ảnh. Đừng được Photoshop ta kỳ thị hiệu ứng chỉnh ảnh. Rồi, vậy chắc có lẽ chúng ta cũng đã hiểu được là gần đây anh Ngô Kiến Huy đi tập gym nhiều như vậy, có lẽ là không phải là để cho cái muối, mà là để là đảm bảo sức khỏe, tập được cái sức dai để chuẩn bị cho live show sắp tới của mình sẽ nhảy bao nhiêu bài anh? Lúc đầu như Mến chia sẻ là tại vì ngày xưa còn trẻ. Tức là cái trí nhớ, cái não nó trong nó nhiều, nếp nhăn nó cũng dày đặc, dại lần nhớ liền. Thấm thoát cũng 30 năm nếp nhăn bắt đầu hành được thẳng. Rồi Mến dạy anh có được khoảng tầm tiếng mấy 2 tiếng nha. Mà ngày xưa là tiếng mấy 2 tiếng anh xong bài rồi. Tiếng mấy 2 tiếng anh một tổ hợp 8 chưa xong, tức bỏ ra ngoài luôn. Nên bây giờ mới nói Mến là Mến ơi, bây giờ mình làm cái gì đó nó nhẹ nhẹ mà anh nhảy theo được. Thì anh cũng tin Mến. Mến nói trời ơi anh ơi em biết mà. Trời ơi để em làm này nhẹ lắm. Nhảy nguyên bài. Thế hả? Bài nào cũng vậy chứ. Bài này nhấn anh ơi. Đầu bài anh nhấn một cái giùm em. Mình cũng đau rồi mình nhảy. Giữa bài đoạn này dài quá anh nhấn thêm cái nữa. Hết bài rồi. Nhấn đều từ đầu bài cuối bài. Giờ sơ sơ có 20 mấy bài nhấn vậy thôi. 20 mấy bài? Mà bây giờ mới tập được 3 bài à. Rồi đúng rồi, nhưng mà cầm kè ngay rồi. Thì còn cỡ mười mấy bài nữa, anh sẽ nhấn tiếp. Thì mười mấy bài trong vòng, bây giờ mình còn thời gian đếm ngược có 7 ngày, 8 ngày thôi. Đó, anh giảm cân phải do tập. Là do nhấn nhiều quá, stress quá đúng không? Đây một cái điều mà Sam phải chứng minh nha, là thật sự là Sam có sự kết hợp, như hồi nãy giờ Sam với anh Huy cũng đã chia sẻ rồi, là Sam với anh Huy sẽ có cái màn kết hợp về ca hát với nhau. Em cũng nhấn đó mọi người, em cũng được học nhấn dữ lắm và em cũng đang rất là stress. Tại vì rõ ràng là tổ hợp nhảy nó không phải là bạn của em, mà học thực sự là khó khăn luôn á. Mà em nghĩ em nói thiệt nha, em học một bài mà em học hoài không xong luôn. Và em không hiểu sao mà anh Huy có thể nhảy mà có thể nhớ được tới 20 mấy bài. Thì đây phải nói là một cái điều mà cực kỳ khó và cần được sự cố gắng cũng như là kiên trì của anh Huy. Vâng ạ. Và
cái này là một câu hỏi mà hồi nãy em có nghe là quý vị khán giả ở dưới là các anh chị phóng viên báo đài có thắc mắc hỏi nhẹ em. Giờ em hỏi nhẹ lại anh. Nghe đồn là dạo này có phải là do anh kinh doanh bất động sản mình không ai từ mình lời quá, mình giàu quá, hay là sao mà bây giờ mình chơi lớn, mình gọi là để vé free cho 15.000 khán giả như vậy? Đây là một cái điều mà tưởng chừng như là khó lắm quý vị ạ. Tại vì ai làm show thì cũng phải cần tốn kinh phí hết trơn á, và gọi là tốn cả tâm tư đủ thứ hết trơn, thì ít nhất mình cũng phải gỡ gạc lại chút xíu gì. Nhưng mà sao lại có một cái cuộc chơi lớn như vậy ạ? Hỏi dài vậy? Mọi người ơi, em không làm bất động sản mọi người ơi. Em chỉ kinh doanh nho nhỏ, em chỉ có quán cà phê nho nhỏ của em thôi. Và gần đây thì có một cái tiệm răng của em thôi hết rồi. Và lại nữa là nói như sao, bởi vì là Huy với lại ekip, đặc biệt là quản lý Quang Chiến và ekip quản lý Quang Chiến thì rất là muốn cảm ơn khán giả. Thứ nhất là như là minh chứng là vừa rồi cái MV truyền thi, cái là Huy từ bỏ tiền ra làm. Thì cái MV này thì cái lời lớn chứ không phải là Huy mong là cái lượt view nó mang lại tiền lợi cho mình. Mà cái lời duy nhất đó chính là khán giả nghe bài hát này còn nhớ tới mình là mình lời. Nhưng mà bây giờ mình gỡ lại được vốn chưa? Gỡ vốn thì chắc là vô chừng, nó không giờ gỡ vốn được bằng cách là lấy bằng cái đó, nhưng mà gỡ vốn bằng cách mình có thể có thêm nhiều show hơn đó. Còn về live show kỳ này thì quyết định làm vé free cho tất cả mọi người, thì đó là một cái điều mà mình mong muốn nhất. Bởi vì là mình đã nhờ bài hát này, khán giả nghe bài hát này và họ mang đến cho mình nhiều cơ hội hơn để đi diễn hơn. Vì thế đây là dịp để mình cảm ơn lại tất cả mọi người. Suốt thời gian 10 năm có rất nhiều bạn muốn nghe là những ca khúc của Huy, và họ không biết là mình phải nghe ở đâu hoặc là dịp nào. Tại thấy toàn Huy diễn MC thôi, nên mình nói là đây là một dịp để Huy cảm ơn khán giả đã rất là kiên trì chờ đợi suốt khoảng ấy thời gian để mình được nghe là những bài hát này của Huy. Và dĩ nhiên là sau cái show này Huy sẽ có một cái lời thứ hai nữa, là đó chính là cái tình cảm khán giả dành cho cái đêm live show này, cũng như là không khí mà khán giả mang tới cho Huy, bởi vì đó là cái lửa để mà Huy tiếp xúc cho Huy trong chặng đường sắp tới. Cái này là quý vị khán giả sẽ chờ đợi và ủng hộ anh, không những là live show này đâu, không những là live show 10 năm đâu, mà còn sẽ là live show 20 năm, 30 năm, 40 năm hay là 50 năm, 60 năm mà anh vẫn còn tổ chức live show được. Thì các bạn khán giả, em nghĩ là vẫn sẽ ủng hộ anh. Rồi, và thưa quý vị, để có được thành công của live show kỷ niệm 10 năm ca hát truyền thái y của anh Ngô Kiến Huy, thì ngoài trừ các anh chị trong ekip, thì chúng ta cũng không quên cảm ơn nhà tài trợ. Các nhà tài trợ đã cùng truyền thông thì chắc chắn là sẽ có. Còn là tài trợ tiền mặt thì để xem lại. Dạ vâng, không, em được cái nào hay cái đó, được cái nào hay cái đó mọi người ạ. Vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ rất là chân thành cũng như là sự hỗ trợ đến từ hai nhà tài trợ của chúng ta. Cách mời đa năng như vậy thì mình có làm điều phẩm hại hay không? Thì lúc đầu em cũng lên kịch bản nhiều lắm. Tức là có thể là mình có thể nối những tiết mục, một câu chuyện, một tiểu phẩm dài xuyên suốt trong buổi live show này để mà tạo không khí mới. Nhưng mà sau khi một thời gian mà suy nghĩ kỹ lại, đắn đo lại, thì tất cả những cái điều mà mọi người hay làm, như là diễn kịch thì mọi người làm quá nhiều rồi. Nên vì đấy là đêm live show này sẽ quyết định là đảo ngược lại. Tức là sẽ kết hợp những cái điều hoàn toàn mới. Là mọi người sẽ thấy những diễn viên điện ảnh, những người khả năng ứng biến, và họ sẽ hát như thế nào. Và đổi ngược lại là những người mà hát được thì họ sẽ có những cái tiểu phẩm ra sao. Những cái sự kết hợp này em sẽ bật mí trong live show, và chắc chắn là sẽ mang đến những cái tiết mục nho nhỏ thôi, nó không được gọi là tiểu phẩm dài. Mình chắc là sẽ một sự kết hợp có đầu tư và có câu chuyện. Một cái việc đó hơi tế nhị nữa là ngoài cái việc tài trợ thì Huy có phải bỏ tiền túi khoảng bao nhiêu phần trăm để làm live show này? Và cái việc tài trợ của hai nhãn hàng đó là tài trợ tiền mặt hay là như thế nào? Dạ cái này thực tế quá thì câu hỏi này cũng rất là nhiều những anh chị cũng hỏi em rồi, và câu hỏi này chắc là phải nhờ đến một cái nhân vật mà đảm nhiệm vai trò này, Đỗ Quang Chí. Chí ơi, xin mời Chí có thể chia sẻ cho các anh chị mỗi giới biết. Thì thực sự là cái lúc đầu cái số tiền đầu tư thì là một con số, nhưng mà càng chơi càng đầu tư thì bây giờ lên gấp 3 lần rồi, thì nói chung là cũng phải bỏ thêm tiền.
bằng bao nhiêu thì chắc là phải xem live show thì mọi người sẽ thấy sự đầu tư như nào. Việc kiểm soát vé tụi em thì nó diễn ra một cách rất là hệ thống. Tức là những cái email thì có thể sử dụng một lần thôi. Nên vì thế là cái địa điểm lấy vé nó cũng là địa điểm quen thuộc ở ngay tiệm cà phê của em, nên vì đã sẽ có đối chứng với là những nhân vật lấy vé. Và đặc biệt là với số lượng lớn thì cần phải có những cái bảo chứng về những người đã từng đăng ký số vé đó. Ví dụ như một group đi khoảng 5 người thì các bạn phải chứng minh thường là 5 người đó là có email này đã sử dụng, hoặc là email này đã xác nhận chính chủ, chứ không có để trường hợp là những email giả vào và lấy số lượng vé rất là nhiều mà sau phương tác lại. Thì đối với những trường hợp mà đã lấy vé và bán lại thì tụi em cũng đã có những cái biện pháp là thông báo trên fanpage chính thức của Vân Kim Huy, là tất cả những mạng truyền thông, để mà cảnh báo cho những khán giả của tụi em biết là những phe vé này thì không có cần phải mua hay là gì hết, chỉ việc là đăng ký trực tiếp trên fanpage hoặc là lên lấy vé trực tiếp là sẽ có được vé và không cần phải mua. Một câu nữa là các khách mời trong live show này của Huy có hát solo hay không, và người ta sẽ hỗ trợ Huy về phần kinh phí như thế nào, ví dụ như không lấy tiền hay là hỗ trợ như thế nào, Huy có thể chia sẻ được không? Dạ, thì đối với những khách mời trong đêm live show này về kinh phí, chắc chắn là bên quản lý em cũng phải có được cái hồi đáp chính xác và đầy đủ cho tất cả những ca sĩ này, bởi vì là bản thân em cũng đi hát và cũng đã từng làm khách mời của rất là nhiều show chương trình rồi. Và mỗi khách mời đều sẽ có một cái mức chi phí rõ ràng và cố định cho đêm diễn đó. Còn giống như những người em thân thiết như là em ruột Sam của em thì chắc chắn là không lấy chi phí. Đó, thì những người bạn, và đặc biệt là có những người bạn trong chạy đi chạy chi nữa thì họ cũng cộng tác với nhau dựa trên cơ sở tình cảm là chính. Thì cũng đến vì đam mê để được hát. Còn bé Ngọc thì xin hát và đưa ngược là tiền cho em. Tại vì đấy là cái phí em cũng rất là linh hoạt ở những khoản này. Vậy thì các khách mời có hát solo? Dạ, các khách mời có hát solo ạ. Xin cảm ơn. Câu hỏi này thì đặc biệt là rất là thích, bởi vì là vấn đề nan giải nhất hiện tại thì mọi người đều nghĩ là ca sĩ sẽ có sự đối chọi với nhau, hoặc là ca sĩ này phải sánh với ca sĩ kia. Thì riêng bản thân Huy thì Huy đã nghĩ một vấn đề đơn giản hơn rất là nhiều. Đó chính là đối với một ca sĩ, một nghệ sĩ, kể cả diễn viên, MC hay là ca sĩ nổi tiếng thì họ đều có con đường riêng của họ hết. Và nếu mà bạn theo thương hiệu và bạn bán vé thì đó là câu chuyện con đường bạn chọn. Còn nếu mà theo con đường chúng tôi thì chúng tôi mang tới là niềm vui, chúng tôi mang đến là ca khúc, chúng tôi mang đến là sự thoải mái. Và chúng tôi mong muốn là khán giả chúng tôi sẽ được hưởng chọn cái niềm vui đó. Họ không phải lăn tăn gì vấn đề mà họ bỏ vé ra, bởi vì chúng tôi có những nguồn thu khác khi mình có phi vé. Thì đây là những cái vấn đề là nhiều người hay lầm tưởng là ca sĩ này sẽ đặt mình trên ca sĩ khác. Nhưng Huy khẳng định luôn là riêng với Huy không biết tại sao, bởi vì trong tình bạn 10 năm của Huy và Nhi và Nu thì chắc chắn là mọi người đều có cái lối đi của mình hết. Và họ là sao thoải mái với con đường đó. Bởi vì khi mà bạn so sánh là bạn có bao nhiêu khán giả bán vé được, hay là bạn so sánh một khán giả free, thì khán giả đều là khán giả và họ xuất phát điểm bằng nhau hết. Quan trọng là họ thưởng thức âm nhạc theo cách nào thôi. Và với nghệ sĩ thì họ có đường đi là họ hướng tới khán giả bỏ tiền, hoặc là có nghệ sĩ họ hướng tới khán giả đại chúng, thì đó cũng là con đường riêng nghệ sĩ đó. Huy thì không bao giờ mình so sánh là trời ơi sao show này họ bán nhiều vé quá, nhiều tiền quá. Thì Huy không bao giờ đặt mình vào show đó. Thì để trước đến giờ những live show của Huy hầu như là free vé hết. Thì cái Huy hướng tới đó chính là mình lan tỏa được cái sự tích cực, và mong muốn là cái đêm nhạc của mình là một đêm nhạc đúng nghĩa, khán giả chỉ đến và thưởng thức, sau đó là họ ấn tượng với những tiết mục của mình. Và sau đó thì chắc chắn là sau đêm ra show đó thì họ sẽ mang tới cho Huy còn nhiều hơn là số tiền mà Huy họ bỏ ra mua vé. Nên vì thế đó là con đường Huy chọn. Và chắc chắn là sau này kể cả live show 20 năm hay 30 năm thì Huy cũng sẽ free vé. Có lẽ về phần này là chúng ta sẽ muốn nghe những chia sẻ chính thức từ quản lý quản trí của anh Vương Kiến Huy. Xin mời anh ạ. Thực ra nói free vé thì nhưng mà để săn cái đồng vé cực kỳ là khó. Khi mà đầu tiên phát hành 3.000 vé, chỉ 30 phút là sạch bay và 3 tiếng là 13.000 người đăng ký. Tức là bây giờ là có lúc mà họ lấy được vé và bây giờ có bắt gặp trường hợp là bán một vé 350 một vé. Thì nói chung là nói free thì là rất khó để mà có cái tấm vé này để mà xem show của Huy. Nhưng khán giả cũng phải chờ đợi và dành dựng để đăng ký. Dạ vâng.
bạn khán giả và tụi em đã mang đến điều gì cho quý vị khán giả. Còn thực sự là tiền bạc hay là mình phải bán được bao nhiêu vé hay là mình làm live show này mình có bị lỗ hay không thì thực sự đó cũng không phải là cái vấn đề mà để cho chúng em, những người nghệ sĩ quan tâm đến hàng đầu. Thì em nghĩ đây cũng sẽ là cái suy nghĩ của bên ekip của anh Vũ Kiến Huy. Em muốn nghe được một câu hỏi nữa đến từ các anh chị phóng viên báo đài được không ạ? Em xin mời ạ. Vũ Đăng. Nhất là phải quan trọng là mình phải gợi ý cho họ khoảng thời gian của họ nữa, bởi vì khi mà đưa lời mời bất kỳ nghệ sĩ nào thì Huy cũng đều tôn trọng lịch của nghệ sĩ đó và để xem họ có đủ thời gian là mình thoải mái với cái lịch của mình hay không thì Huy mới dám đưa lời mời, chứ không có đặt lịch là phải hát cho Huy ở ngay cái thời điểm này. Tại vì đó là những người bạn mà Huy đã gợi ý từ trước và sau đó là Huy nhận được tán hồi từ họ và sau đó Huy chọn ra một cái kịch bản để làm sao đó. Thì như Huy nói là đây lên là số 10 năm nên vì thế có những ca khúc cách đây 10 năm Huy hát lần đầu tiên và chưa hát lại cho tới thời điểm hiện tại đó, nên sẽ chọn những gương mặt mà có thể là vừa quá quen thuộc nhưng mà bên cạnh đó thì những bài hát mới thì sao, những ca khúc được làm mới thì sao, thì cũng phải có được những gương mặt mà với những dòng nhạc, những dòng chảy âm nhạc hiện tại nữa, nên vì thế bắt đầu phải nhờ tới football rồi phải nhờ tới Marcel và đây là những gương mặt mà họ có thể cân hết, kể cả những bài hát rất lâu của Huy sẽ thổi vô cái màu mới để mà những gương mặt đã quen thuộc có thể hát lại trên cái màu sắc mới đó, cũng như là những gương mặt mới mà Huy vừa mới gọi là cộng tác gần đây, giống như là Jun rồi Lan Ngọc thì họ là những người mà cũng đam mê ca hát cũng mong muốn là được cống hiến một bài hát trong đêm ra show này. Vì thế là Huy cũng đã chọn những ca khúc quen thuộc dành cho họ, họ là những người rất là mới. Vì thế là trong cái live show này sẽ là một cái vòng quay, những gương mặt quen thuộc sẽ hát và những bài hát nó đó, ca khúc mới mẻ. Còn những gương mặt mà mới mẻ sẽ bắt đầu tái hiện là một không gian của những ký ức ngày xưa. Dạ vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ đến từ ca sĩ Ngô Kiến Huy ạ. Thưa quý anh chị phóng viên báo đài, chúng ta còn có câu hỏi nào muốn đặt cho ekip nữa không ạ? Dạ vâng, nếu mà đã như vậy rồi thì em cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý anh chị phóng viên báo đài đã có mặt tại buổi họp báo ngày hôm nay. Xin cảm ơn, xin trân trọng cảm ơn quý anh chị cũng như là cảm ơn tất cả các vị khách mời nằm trong ekip đã hỗ trợ cho anh Ngô Kiến Huy trong lần này. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến các nhà tài trợ sự kiện của các anh chị ạ. Hy vọng là live show kỷ niệm 10 năm ca hát truyền thái y của ca sĩ Ngô Kiến Huy sẽ thành công rực rỡ. Cảm ơn anh. Cảm ơn mọi người.